để tao nói mày nghe coi. Bữa nay mày làm gì mà tập tuồng á, mà mày làm gì mày bận đồ hát rồi sắm tuồng rồi đội mà kim khôi của tao nữa, làm gì làm thấy ghê làm lố hả mày? Bữa nay ông mời biểu tao tập vai mới mà bây giờ đóng con trai thì phải hả, bận đồ con trai nè, đội tóc con trai nè mới ra con trai được chứ. Trời ơi, mà tao nói mày nè, suốt ngày mày cứ lo nhảy cò bẹp hoài à, mày không có chịu tập tuồng, không có chịu học múa gì hết trơn á, lát ông mười ra thấy là cũng đánh mày cho coi. Thôi tao biết rồi, mấy lần tập tuồng rồi ông có cho tao bận đồ hát đâu, đúng là tỏ trọng. Ai biểu mày làm biến chi? Ôi da, đáng mày nói cái gì đó, cái thằng lõi con. Dạ con có nói gì đâu. Mày vô chuẩn bị giáo mát tập tuồng bữa nay. Dạ, lẹ lên vô. Còn Ngọc, dạ ông mười nói với con hoài, con đóng vai con trai là con phải múa bộ kép mạnh dạn lên. Nhưng mà ông mười, con là con gái mà, ông mười tự nhiên biểu con hát con trai sao con hát được? Cái đoàn đồng ấu Tiền Giang của mình á, vai nào cũng phải hát, gái hát vai trai, trai hát vai gái, như vậy mới là hay. Vô tuồng. Dạ, vô tuồng. Dạ. Chuẩn bị nha Ngọc. Dạ. Tài lão quyết hưng binh, sức lão hay lịch chiến à. Lai chiến giữa vua Bố Đình. Gã nào lạ mặt, cổ quái hình dung, xa xem ốc nổi lôi công, hai mắt dường dương lộ lộ, nhỏ có nhỏ, danh tánh chi khá tỏ, cha mẹ ở nước nào, đem binh giúp tệ trao, chẳng kiên quay họ tạ. Lớn ăn hiếp nhỏ à. Ăn hiếp cái gì mà ăn hiếp? Mười đánh lên đầu con. Ông mười chỉ con rồi, khi ông Đình đạp giày con phải đỡ giày, đỡ cái cán. Dạ con biết rồi. Biết rồi phải không? Dạ. Nè. Dạ. Chẳng kiên quay họ tạ. Ôi đúng rồi đó. Nè, phải gã bảo tàng thiên hạ, tên mới là Tạ Ôn Đình chân thủy. Như ta phàn diệm tên danh, phụ thân định công trận quốc. Phàn định công thở trước, gặp Ôn Đình. Đó, thấy chưa? Vỗ nhẹ nhẹ thôi. Tao đang sung. Gặp Ôn Đình còn phải kiên nhường, huống chi mi là tiểu bối chi nhân, mà ra giữa xa trường nạp mạng như mày. Sách có câu, quả trăm tuổi vẫn là loài quả. Sanh sao bằng phượng hoàng sơ sinh, gặp ta mạng nó sẽ bỏ mình. Chọc đến ai kìa, chọc đến Diễm, Diễm đâm đổ ruột à. Đâm coi đạt quả con, đâm gì vậy? Dạ Phàn Diệm con đâm Ôn Đình mà. Phàn Diệm đâm Ôn Đình nha. Dạ. Giỏi ha. Được rồi, muốn đánh phải không? Đánh. Đánh thì chấp con nhất thủ, nhất thường xí. Xí, xí. Cha mày xí cái gì? Ông mười. Gì? Cho con hỏi cái nhất thủ nhất thường là gì vậy ông mười? Đồ ngu. Con nhà nòi mà nhất thủ nhất thường không biết. Nhất thủ nè. Dạ. Ông chấp mày một tay nè, nhất thương nè. Dạ. Một tay cầm thương nè. Dạ. Giỡn giỡn chơi. Dạ chả. Hey.
Dạ, biểu mày. Bữa nay mày có hai tội. Cái tội thứ nhất, hát vai con trai mà hàng đầu không kỹ. Cái tội ra sân khấu rớt mão là tội lớn lắm nghe con. Mời đánh con hoài con không hát nữa đâu. Không hát dễ thôi. Thành, dạ. Ông mời làm gì vậy? Tao lấy cây giáo của mày. Cây giáo của con mà. Tao lấy cây giáo của mày. Dạ, dạ. Ông ơi, cây giáo của con. Bây giờ mày không hát phải không? Con hát mà. Mày không hát, tao để cho thằng Thành hát. Đưa đây. Con hát. Mày hát phải không? Dạ hát. Thành xe ra mày. Anh Thành, anh bịt cái đầu lại giùm em đi. Đứng lên đàng hoàng. Lần này con không có nhận ông mời nữa đâu. Mày làm gì nữa tao? Con đánh cho mày biết. Đánh. Ủa mày làm gì vậy? Mày nghỉ mệt hả? Nghỉ mệt thằng cha mày. Ủa mày làm gì? Trời ơi, ông định ra miếng hồi mã thương. À. Nè. Miếng hồi mã thương là miếng cậy của ông định. Ngày xưa từng chém đầu Khương lên ta. Diễm. Dạ. Con có đủ sức đủ tài. Nhào vô phá miếng kiếm ăn con. À, tưởng miếng chi rằng là miếng này là miếng hồi mã thương. Ngày xưa bởi vì Khương Linh tái vô ý nên bị rơi đầu. Còn bây giờ phàn Diễm xem Diễm phá đi nè. Mày hả mày tôi biết thì quỷ cá giang vô xem mấy binh chẳng phải lẽ thua mau trở ngựa kéo lầm mua tà đóng thiền quân chi trai anh hùng thề ra quay thích thương ôn định nhầm bên vai trung mà quân di thù hay lắm đúng rồi đó, hát gì vậy là vô tuồng. Bây giờ hai đứa bay dạ trụ cái bộ cuối ca bài nhạc cuối trụ cuốn cho cái tuồng sang hậu cho ông người nghe. Dạ được. Hey. Trung quân ưu quốc ta quyết chỉ dân lo gì hey. Chung dấu bao nhiêu điều sinh tử không mai chi ngày sau sử sanh lưu truyền. Cảm ơn nghệ sĩ Thái Hòa Hoàng Thanh đã hỗ trợ tiết mục dự thi cho thí sinh Bảo Ngọc của chúng ta. Chú Mười diễn quá hay, múa bộ quá đẹp. Nếu không có chú trong cái tiết mục này thì nó sẽ không làm cho người xem cuốn hút theo. Phải nói là cái tập vợt của Bảo Ngọc về những cái bộ đánh đó chưa chuẩn. Cái gì cũng tốt, chỉ con cái là mình thiếu thời gian tập, đúng chưa? Vì vậy cho nên là những cái bộ tịch đó anh mong rằng nếu như đi vào trong nữa thì phải chỉnh chu cái đó. Bạn được hai điều được ưu ái. Thứ nhất là bạn rất đẹp, rất sáng sân khấu, đẹp như Quế Trân luôn, sáng lắm. Và điều thứ hai nữa là bạn được cái gì? Sự ủng hộ của gia đình, quá tốt, bốn đời nha. Cho nên phải cố gắng hơn nữa. Một tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh, rất là hấp dẫn. Nhưng bản thân mình đã được hỗ trợ quá kỹ, cho nên tiết mục sau phải cố gắng hơn. Tiết mục của em thì vừa phải diễn rất đúng với cái nhân vật mà lần đầu tiên bị giao một cái vai rất là ngược, những sự vụng về cực kỳ đúng, nhưng mà lâu lâu phải cho những động tác chuyên nghiệp một xíu. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Để xem Bảo Ngọc đạt được mức độ nào qua số điểm của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75.
Xin được mời ca sĩ Phương Thanh. Cũng có một sự khuyến khích cho em. 9,75. Còn bây giờ là số điểm của khán giả dành cho Bảo Ngọc. 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Lắng nghe cung đàn lời ca đưa hồn ta đến phương xa nào mơ về chốn xưa thần tiên. Ôi nhớ ký tâm nhà thơ trút cạn tâm tình cho thỏa bao hoài. Thuyền đã vào đến cửa biển Âu Hoa, tất cả hãy sẵn sàng. Hỡi chào phu, tất cả hãy giữ tay chèo, vì sắp sửa có sóng to gió lớn. Thuyền sắp vào cửa biển Âu Hoa, sắp có sóng to gió lớn. Gió, gió hãy nổi lên đi, hãy gào thét lên nỗi hận muốn thở. Sống, sống hay gầm lên đi, cho đầu trắng khăn tan, cho mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời, cho nguyệt nha từ tả với đất trời, từ tả cuộc đời cái đắng. Kìa, kìa kìa sấm giang chớp động biển như đang cuồn cuộn ba đào. Lớp lớp sóng xô đầy con thuyền chống trên sông đánh, chèo quê chẳng ai gây khiến trăng quay cuồng như điên dài. Ta trong nao loạn cung hằng vì trăng sắp chìm tận đáy cuồng phong. Dương tiên hãy chờ em theo dây, tàu Thái Hậu lửa bốc cao trên núi Cánh Diều, Hậu Vương Thiêm một lần mất tích. Lửa bốc cao trên núi Cánh Diều, Hậu Vương Thiêm một lần mất tích. Trời ơi bão táp mưa này.
tình khó mong mờ phai, thương thay cho nàng son khổ đau, tích tuồng làm bao trái tim vì xót xa nhói đau từng cơn, ru hồn người xem đắm say chìm mãi trong tiếng ca cung đàn. Quen thương giá lâm quân cho đòi nàng son diện kiến. Thần thiếp xin diện kiến quân gia. Nàng son dám khi quân phạm thượng, chém! Quân dương, quân dương ơi, 15 năm ngôi chiếc niềm nghiêng chưa được quân dương một lần tưởng tượng chuyện ấy, ân qua mười mấy năm chưa một giờ chúng hương. Nay quân dương đến đi đem tình tưởng ban bố, tình tưởng của quân dương là một tứ tình hồi hộp, nó công xuất phát bằng thâm tâm thành thật khiến lỡ liễu nghiêng nghiêng tiệc nó say tìm tủ vui trong chốc lát số phận phi tầng hầm yêu lên tiếng hát tiếp khẩn khoản được diện kiến quân dương dù thác cùng cam đành. Nào làm chia hai ranh giới, cô trai ngang nào như tam bộ kết duyên trao. 15 năm khi được tiến cung cho đến nay thì nhan sắc của tôi gần như đã phai tàn. Rồi ngày hôm nay được dương kiến ngự hầu thì tay làm sao phải che mù. Hoành tráng, từ múa cho tới phục trang, cho tới hóa trang, chỉnh chu, tốt. Thì giọng hát của em vẫn nội lực, ca hơi dài mà ngọt ngào và xuống đầy hơi. Bây giờ em đã có những yếu tố, sáng sân khấu có, ca hay thì lồng ghép vào đó là em phải có cái thần thái. Khi mà người ta xem em, người ta sẽ dễ nhớ. Những cái đó là những cái thần thái mà quan trọng nhất của người nghệ sĩ trên sân khấu. Nha Ngọc nha. Tôi thích nhất cái giọng của em, sao mà hay dễ sợ. Và nó ngọt ngào. Mấy cái luyến lấy của em, đúng như chị Mỹ nói á, mai mốt bạn phải chú ý, nếu mà mình đóng cùng một tiểu phẩm mà nhiều vai thì cái thần của cái vai này nó phải khác. Khi mình quá thân vô thần của vai kia là mình phải khác. Tuy nhiên tôi rất là thích cái tiết mục của bạn và thích cái giọng hát của bạn. Và tôi nghĩ là bạn mới chính là đối thủ đáng gồm ở trong cái chương trình Sao Nó Ngôi Mùa này. Cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Ngọc thân mến, bây giờ thì em có thể giới thiệu nhiều hơn về người cha của mình. Dạ, ba đi hát là ba lấy nghệ danh là Châu Vương. Thấy ba hát trên đoạn á, rồi ngồi bên cánh gà đó, rồi cái thấy ba hát cái tuồng gì không nhớ, nhỏ quá không nhớ, mà ba bị chém và bị gì đó, rồi khóc quá trời khóc luôn. Rồi cái ba hát giọng cổ hơi dài đó, nghe sao thích quá. Thích quá trời thích luôn, đam mê rồi cái tới giờ luôn là không có bỏ được. Đây, xin giới thiệu nam nghệ sĩ Châu Vương. Dạ, chào anh. Thưa quý vị, còn bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 10.
Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. 10. Còn bây giờ là điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc. Điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Tờ phu tương chia tay hoàng ngày. Đơn kinh kỳ hiệp mặt cho tôi. Bạc tinh âm khiến già ngọc bồi hồi. Liên thinh mắt ý thôi hoài vòng mơ. Chạy đi đâu hối hả? Sáng xá vào đoàn quân của bà chị thế nữ. Dạ ra cho tôi đi kiếm bà tôi. Thế nữ, con bình tĩnh lại. Nghe ta hỏi, bà của con là ai? Bà của tôi là Mệnh Phụ Phu Nhân, vợ của Nam Bình Hồng, tên gọi Thạch Nương Tiên Mỹ Tử. Bà thế nữ, Thạch Nương Tiên chính là bà. Mà vợ của Nam Bình Hầu cũng là ta. Con tìm bà có chuyện chi không thế nữ? Bà là Thạch Nương Tiên, nay con tỉ tất về báo cho bà hay. Trên thanh quạt tuy tử thâm đa thì tâm xa. Thế nữ, con nói trên thanh quạt tí tử thầm đa chỉ tận sát. Sát và sát ai vậy con? Diệt tận sát Nam Bình Hồ Dông Mạng. Truyền lắp bàn hương ác. Quân ơi, vua quân ơi, hương nhớ
hồng. Cây nghiệt che gió lắm hồi quá đông, tạo chi cảnh sinh ly tử biệt, để tiếp quặng lòng trong nỗi đau thương. Xót cảnh đoạn trường sầu ai quán lương, ai sắp bài tan điện sanh hương hải, cuộc bể nhau bình địa nôn công ba.
quyết tâm trở về chào ca hỏi tôi hoàng gia. Bây giờ mấy chú trai coi vô dọn dẹp đồ đạc đạo cụ đi ha. Dạ. Rồi ra quán ngồi rồi đợi lát qua ra qua tính toán với dạ. Mấy chú trai sao dạ, ha. Dạ ông Bầu. Ngọc ơi. Dạ. Con thấy rõ ràng không? Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt bây giờ đổi lại là những tràng pháo tay cũng đáng phải không con? Dạ. Còn mấy đứa nè, ông người nói với mấy đứa như thế này. Hôm nay là bé Ngọc, rồi ngày mai có thể đứa này, đứa này, đứa này, đứa này, chúng ta tiếp tục cùng nhau học nghề và làm nghề. Dạ. Đó, bây giờ ông mười mới nhắc lại cái ý nghĩa của bài vị hai chữ tổ sư. Nhắc theo ông mười nghe không? Dạ. Dạ. Tổ ký tôn lưu, danh thiên tài, sư truyền đệ kế, nghệ trương tôn. Nghệ trương tôn. Đối với bên sân khấu tuồng cổ, chúng ta có cái trình thức vũ đạo. Thì cái trình thức vũ đạo đó đó, nó phải kết hợp với lại cái diễn xuất của mình trong đó. Bắt bộ, làm sao cho đẹp, đó là vũ đạo. Nhưng cái thần khí của mình, thần thái của mình phải có. Tại vì anh Long á, là ảnh là bên cải lương, thành ra ảnh khó quá, ảnh khó. Riêng đối với tôi nha, với em nha, em vậy. Thực sự hay. Là hay. Bộ nào ra bộ đó, khi mà làm bộ nữ thì cũng rất là mềm mại, khi mà bộ mà cần cứng ha, cần là bộ nam ha, cũng rất là đẹp ha, lúc phi ngựa cũng đẹp ha, nhảy phất lên cũng đẹp luôn, hát thì hay luôn, bởi vì em thích cái này anh ơi. Em thích. Chị cũng vậy luôn, anh nói sâu về chuyên môn quá, nhưng mà chị thấy ok, mỗi tiết mục này tổng thể chị xem chị thích, vậy thôi chúc mừng em. Oh yeah, chị ghê, oh yeah, đó là oh yeah. Tôi góp ý như thế, chưa chắc lì là tôi đã cho điểm thấp. 9,75. Đậu khó 10. Còn bây giờ là xin mời giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy sáu điểm, chúc mừng. Chú, từ tối nay thấy ổn không chú? Ổn. Mà con thấy tuồng tối nay vũ đạo nhiều lắm hả chú ơi? Không có sợ đâu cháu ơi. Cái tuồng này chú Long hát lâu rồi. Tuồng ruột của chú mà. Trời ơi chú ơi, tuồng ruột nhưng mà 40 năm về trước kìa. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 73. Thấy không? Con sợ tối nay tuồng này chú mệt chung gì chứ á. Không có đâu. Ba à, con thấy là anh Hùng ảnh nói đúng đó ba. Sao? Bây giờ ba lớn tuổi rồi. Thôi ba ở nhà ba nghỉ đi chứ ba đừng đi hát nữa. Trời ơi con nói vậy mà sao nghe được hả bé Đào? Con yên tâm đi, cái xuất hát này á coi như là cái xuất hát kỷ niệm những đồng nghiệp cùng thời với ba đó. Ba nói cho con nghe nè. Dạ. Hồi con còn nhỏ xíu á, con đi theo ba lưu diễn cùng trời cuối đất hết trơn á, con nói gì con nhớ không hả? Dạ con nhớ chứ. Gái của ba thấy ba hát làm sao, hay không? Ba hát hay lắm, con thích coi ba hát lắm. Ba mặc đồ đẹp thiệt là đẹp nè, con muốn đi coi ba hát hoài luôn. Rồi lỡ ba bệnh sao? Thì con đi mua thuốc cho ba uống, rồi con chăm sóc cho ba hết bệnh, rồi ba hát cho con coi hoài luôn. Ba hứa với con, ba sẽ hát hoài, ba mặc đồ đẹp để cho con coi nữa. Bây giờ cục vàng của ba đi vô ngủ nghe. Dạ. Cái đêm hát này là đêm hát cuối cùng của đời ba. Ba có gục ngã chết trên sân khấu thì ba cũng vui lòng mãn nguyện. Xe đò xuôi khắp miền đất nước,
con theo cha già trôi nổi nghiệp cầm ca. Gian nan nghèo lắm nhưng vui, tiếng hát cùng đàn cha trao con ước mơ. Sân khấu đêm nào diễn tuồng xưa tích cũ, cha đóng ông quan lòng lầy quy nghi. Mang nhung khép lại về đời, cơm áo gạo tiền cha quăng nặng đôi vai. Tâm nhà cầm ca, con theo cha dưỡng tơ tầm quân quýt, sân khấu giờ là cả tương lai. Vào khai mở thành môn để ta tiếp kinh tờ đồ khó thối. Tuổi Trần Kiệt chơi cha đầu hàng tướng giặc, cha mặc lễ phục suy xoan quỳ trước thành môn rộng mờ. Để đôn rước quân xâm lăng rần rộ tiên vô thành. Một phần trương mau của nôn sông cha ban, thần cùng toàn dân quy chiến, cha lại cúi đầu hàng phục quân nguyên. Cha không kể về danh dự tổ tiên, cha không nhớ đến dòng máu hoàng gia trong huyết hoàng. Cha hành động năm nổi thế này là để cho thế gian mai miệng ngàn đời. Sao không dám cãi lời cha? Cha, con thà chết chứ không đầu hàng quốc dân. Cha, Di Cương. Cha ơi, trời ba. Chú có sao không chú? Ba có sao không vậy ba? Thấy chưa, con nói rồi mà ba cứ cãi con hoài à? Không có cái gì hết trơn. Ngồi đây. Gì đâu mà quýnh lên vậy? Được không vậy trời ơi? Không có sao hết trơn á. Con thay ta thấy không? Mà ba hứa với con là ba sẽ hát hoài, ba bận đồ đẹp, ba làm dụng thiệt cho con coi. Thì bây giờ ba làm vậy là ba mãn nguyện rồi. Ráng nghe lời ba, cố gắng lên nghe con gái cưng. Dạ. Tâm nhà tầm quân quýt, sân khấu giờ là cả tương lai. Trên chiếc xe đò xuôi khắp miền đất nước, cha theo con mình nuôi lấy nghiệp cầm ca. Thương cha tầm dần dương tư, gắng sức dừng đời trên sân khấu đêm đêm. Nước mắt rơi nhìn cha con khẽ nói, cha ơi ký tâm cực lắm nhưng con yêu. Duyên tơ tầm cha sẽ con nuôi, nguyện trọn đời không phụ nghiệp cầm ca. Duyên tơ tầm cha sẽ con nuôi, nguyện trọn đời không phụ nghiệp cầm ca. Đã mang lấy kiếp con tầm, không dương tơ nữa cũng nằm trong tơ. Đào, hôm nay em đã làm một cái tiết mục mang một cái chủ đề rất lớn cho chương trình Sao Nó Ngôi.
em đã làm tốt bài hát này. Em ca thì thật sự mà nói, trong cái bài hát này á, nó không phải là có một cái bài hát để tôn vinh giọng hát của em, nhưng đây là một cái bài nó làm cho người nghe vô cùng cảm xúc. Và hôm nay tiết mục của em đã chỉnh chu, nhẹ nhàng, mang mát, nhưng đã đem đến cho mọi người một cái cảm xúc rất là lớn, hoàn toàn chinh phục được cảm xúc của chị Mỹ. Và cảm ơn nhiều hơn nữa là cảm ơn anh Trương Hoàng Long đã truyền lửa cho con gái mình. Chương trình Sao Nói Ngôi sở dĩ mà được nhiều người yêu mến á, người ta xem được cái tình yêu thương con của những nghệ sĩ. Và hôm nay là chú thấy được cái điều đó. Suốt cái mùa này con phải làm sao để cho mỗi tập là một cái món quà con tặng cho ba con. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Trương Anh Đào. 9,75. 9,75. Còn bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trương Anh Đào. Điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Trương Anh Đào là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Hiền Thê, Hiền Thê, Hiền Thê ơi. Trương Lan. Hiền Thê. Chàng về rồi đó hả? Ta về rồi nè. Trời, Trương Lan ơi, chàng thôi. Đi đâu vậy? Em ở nhà đợi chàng lâu quá trời luôn á. Lâu đâu không biết à. Thì tao nói với nàng là tao đi vô rừng hái thuốc. Thế tao không? Đi có chút xíu hả? Chút xíu gì đâu mà dài thăm thẳm luôn à. Dài gì mà dài. Chàng có biết không? Em ngóng trông non đôi cực bông tàn dần dương. Sao dáng ai vẫn còn xa vắng. Hiền Thê à, nghe tao nói nè. Hiền Thê. Sao? Ta có cương thân nàng dạng khó đang hoài thai, nên mới đi vô rừng sâu thẳm mong cầu mai. Đây là sâm trường sinh nhiều năm, mong Hiền Thê trổ sanh bình an. Cành hoa đầy thuốc quý để cho hài nhi ta mang về đây. Hiếp đã nói rồi, hiếp và con không có sao hết, mà chàng không có chịu nghe hà. Vô tận rừng sâu săn bắn á, rồi lỡ như có chuyện gì con và hiếp biết làm sao hả? Thôi được rồi, bây giờ ta hứa với nàng là mai mốt ta không đi nữa, có chịu không nè? Chàng hứa rồi đó nha. Thôi chàng ở đây đi, để thiếp vào trong dọn cơm cho chàng dùng. Trương Lan, vợ của ngươi là yêu dưỡng tu luyện ngàn năm mới được hình người. Nay cùng ngươi xây duyên vợ chồng, nếu ngươi không tin hãy mang pháp bảo này về, ngươi sẽ hiểu từ mọi chuyện. Trương Lan ơi, thiếp dọn cơm xong rồi nè. Hiền Thê à. Dạ. Nàng để đó đi, ta có vật này để tặng cho nàng nè. Vật gì vậy chàng? Vật này quý lắm. Trời ơi, bí mật dữ vậy đó hả? Nè Hiền Thê. Chàng để bỏ nó đi nè Trương Lan ơi. Thiệt sợ lắm Trương Lan ơi. Nàng sao vậy? Chàng để nó đi nè Trương Lan. Chàng để nó đi nè. Yêu ghét to gan. Dừng lại. Dạ thưa ngài, ngài mới vừa bảo ai là yêu nghiệt? Ngươi chính là Dương Bạch tu luyện ngàn năm trở lại kiếp người, hôm nay đến dân gian diễu cợt nhân sinh à? Hiền Thê, có đúng nàng là dưỡng tinh tu luyện thành người không? Dạ không phải.
phải gì đâu Trương Lan, chắc có sự nhầm lẫn gì đó Trương Lan. Dạ thưa ngài, tôi với ngài đâu có thù có oán gì, sao ngài lại hãm hại tôi? Không thù không oán. Tại vì loài yêu nghiệt và người không thể sống chung nhau. Ngươi đừng nhiều lời biện bạch, dám diễu cợt nhân gian làm hại đến nhân sinh. Tôi nào phải là yêu, ông đừng nên nói bậy nhờ. Vợ chồng chung sống bao năm, tôi nào có hại đến ai. Ông từ đâu đến nơi này, sao lại chia rẽ chúng tôi? Hiền thê à, sự thật thế nào, nàng hãy nói rõ ta nghe. Dạ Trương Lan à. Có phải chăng ta đang chìm trong mộng mị, sao lại có chuyện gai ngang? Hiền thê lại chính là Dương Tinh. Không phải như vậy đâu Trương Lan. Hiền thê, nàng hãy nói cho ta biết, có phải nàng chính là Dương Tinh không? Chàng không có tinh thiết, chàng không tinh thiết. Pháp sư, tại sao? Hiền thê, pháp sư. Thiên nữ, hay cho Dương Tinh dám hạ xuống trần gian, cùng người trần xe tơ kết tóc, mau quần cốt thú theo ta về non tiên chịu tội. Thiên nữ ơi, tôi tu luyện ngàn năm để trở thành người, là để đáp đền công ơn của Trương Lan. Nếu làm người tôi phụ nghĩa ơn như vậy, thì tôi còn tu luyện để làm gì nữa thiên nữ? To gan, người và yêu không thể nào chung sống với nhau, đảo loạn âm dương, mau theo ta về chịu tội. Không, tôi và chàng đã là chồng vợ, sao luật trời lại chia rẽ quyên ương? Phải, cho dù hiện thế có là Dương Tinh đi nữa, thì tôi cũng quyết yêu nàng. Dương Tinh chấp mê bất ngộ, dám cãi lại mệnh trời, mau theo ta về lập tức. Hiền thê, nếu như luật trời đã không dung. Hiền thê, không, đứa con của ngươi sinh ra sẽ là yêu quái, ngươi hãy chọn đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Là lời thú tôi muốn thành nhân đã cố công ngàn năm tu. Vào bóng tối buồn trùng, tôi biết chọn làm sao đây, khi nghịch cảnh nào đùng. Không, dù cho còn một ngày trên dương thế, tôi cũng phải sống cho tròn vì đạo của bản tâm. Con ơi, mẹ mong con sẽ trở thành người, cho dù mẹ phải hưởng nguyên kiếp thương. Mẹ chỉ xót xa khi con rời lòng, mẹ phải mang thân gọi cốt sống ở trên đời. Lành thai tình mẫu tử, Dương Tinh, nếu con ngươi trọn kiếp con người, thì hãy mau quần cốt thú
cùng ta về đón tiếng tu luyện. Trời ơi, con lại một giây thôi, mẹ xin nhớ lại cho con để con sinh ra là một con người. Dù chỉ được mấy ngàn ngày hạnh phúc, mẹ cũng vui mừng khi trọn kiếp nhân sinh. Quên tiếp đi Trương Lan. Dưỡng tinh, thời gian đã hết. Đừng nhiều lời, đừng mau theo ta về non tiên lập tức. Dạ. Mau đưa Dưỡng Tinh về lập tức. Tuân lệnh. Được cảm ơn các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thi cùng với các bạn diễn đã hỗ trợ cho Phương Cẩm Ngọc hoàn tất phần thi của mình một cách xuất sắc. Và cái vai diễn này thật sự hết sức nặng ký, dường như là vắt kiệt sức của em luôn. Và không biết là ban giám khảo sẽ ghi nhận như thế nào. Chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Cô xem một cái trích mà cô cảm giác là hài lòng. Quá thân một cái nhân vật cực kỳ khó mà làm xuất sắc như thế. Cô cho rằng một sự cố gắng hết sức, ca diễn rất là tốt và có sự hỗ trợ chung quanh làm cho một tiết mục hấp dẫn. Chúc mừng con. Đối với Phương Cẩm Ngọc, như vậy là quá sức với em rồi. Vì vai này không phải là dễ diễn. Vai này có rất là nhiều nghệ sĩ đàn chị đã diễn rồi, như chị Quế Trân đứng kế bên em, chị Trinh Trinh, chị Tú Sương, vân vân, chị Thoại Mỹ đã làm những cái vai này qua nhiều hình, qua nhiều vở và qua nhiều hình tượng, ví dụ là cáo nè, dượng nè, hổ nè, và hôm nay em cũng đã dùng hết cái khả năng của mình, và mong rằng nếu như càng bước vào trong hơn nữa, anh mong rằng lực của em phải giữ, và quan trọng hơn nữa là sự sáng tạo của người dàn dựng cho em để làm sao cho em có một vai diễn tốt hơn nữa. Chúc mừng em. Về sức Cẩm Ngọc thì rõ ràng hôm nay thì em diễn rất là tốt.
chị không phải là người chuyên về cải lương, nhưng mà chị rất là thích nghe cải lương và thích xem cải lương. Cho nên là cái đòi hỏi của chị là ở cái phần đầu của em, chị cần ở em một cái sự tương tác nhiều hơn nữa, xuất thần nhiều hơn nữa, cái phần đó thì tiết mục sẽ trọn vẹn hơn. Chúc mừng em. Mười, 10 điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dành cho Phương Cẩm Ngọc. Và bây giờ là số điểm của ca sĩ Đông Đào, 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Chính vậy, 6 điểm, xin được chúc mừng. Ông ơi, con xương đã chi một vàng sắc tầm thường, mong ra tay chiếm đoạt để thiên hạ dèm phá, coi thường người hào hán để tan nát tình yêu hai mái. Đâu xanh không phút rời xa, đã nguyện thề bên nhau không bao giờ thay đổi, dù cho non mòn biên càng không phai. Tình đâu ai nợ ngàn đôi tội lầm, ông ơi tội lầm, ông ơi chữ xin đừng chia rẽ mối duyên đầu. Mệt quá. Từ chiều giờ ca toàn là ba cái gì, tôi buồn ngủ muốn chết luôn vậy. Ca cái gì sung lên đi. Lẹ lên đi. Em hát giật lên vui cho anh nha. Sung lên. Sung phải không? 1, 2, 3 nè. Vô. Sung chết, sung chạy, sung lên. Sung lên em. Sung lên trời, sung lên. Sung lên. Vô gì vậy? Trời ơi. Con nhỏ nó té mà trắng. Tôi tưởng sập vàng giáo không biết nha. Bây giờ uống. Đưa vô chồng, đưa vô chồng. Đưa vô chồng đi. Chăm lấy thay rồi anh ơi. Làm mất vui. Chăm lấy vô chồng coi mấy đứa kỳ lo. Em á, làm gì mà sợ sợ dữ vậy? Nói cho em nghe nè. Dạ. Em mà làm anh nãy giờ anh mất hứng dữ lắm nha. Em mà làm là không có trả lương em luôn, không có cho xe đưa em về luôn. Không? Anh hai. Cái gì? Tiệc tan khách đã về hết rồi. Hơn nữa là tụi em nhận đến đây phục vụ cho mọi người. Phần văn nghệ đã xong rồi. Đến đây hát ca sao cứ bài ăn nhậu luôn. Em là nghệ sĩ, cô nào phải là tiếp viên. Anh ba thương cho tiền lương xuất khẩu thì chúng em cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đã xong rồi em xin phép rút lui. Anh muốn em tới đây là anh muốn như vậy. Cái chuyện hát ca chỉ là cái chuyện phụ. Ngọc à, anh muốn cùng em cảm tỏ nó thiệt là anh rất thích em, phải không? Ngủ với em đêm nay đi rồi anh muốn cái gì cũng được. Tiền bạc đóng đầy. Anh hai, vậy? Tôi là nghệ sĩ, không phải là gái làm tiền. Xin anh đừng xúc phạm chúng tôi. Đứng lại đây. Đi đâu ạ? À? Trốn đây không có được đâu, xúc phạm gì. Anh cho xe riêng rước em tới cái biệt thự vắng vẻ này là em đủ biết rồi. Em có la, em có đòi cái gì đi khỏi cái căn biệt thự này. Không có thằng nào dám đến đây mà nó cứu em hết trơn á. Em thấy em nãy giờ khó chịu lắm nha. Làm gì kỳ vậy? Ở đây làm phòng nhì của anh nha. Hai anh nói gì kỳ cục vậy anh hai? Đúng. Anh tránh ra con. Tránh cái gì? Tôi la lên bây giờ đó. La gì mà la? Cảm ơn mày cứu tao cho mới. La. Anh bực bội em chứ ba. La gì kìa. Kêu bây giờ ai mà kêu. Nè. Kêu gì? Sao mới đây nở dữ vậy trời. Nở bự ghê luôn á. Mới có chút xíu mà cái nở nghe nè. Bởi vậy anh nói với mày. Ờ. Về gái này của mày. Cho mày đắp đau để cho mày thằng giáo đó nè tôi. Tôi ơi, bắt ta lại đi, nó chặt nhẹ lắm. Bắt ta lại. Trời đất ơi. Vô đây. Đi đi. Đi vô đây. Đi. Nè, mày bắt thằng đó. Mày.
Đuổi theo đó tụi bay. Chết rồi. Trời ơi, tại sao cắm chết vậy? Đó giờ đi hát cũng lộn đâu. Sao vậy? Tại tao, tao ăn tiền mới rủ mày đi show này với tao. Nhém nữa đó là hại mày rồi. Mấy lần trước hát trọng á, có bao giờ mà ông kỳ cục vậy? Tao tức á. Hát từ hồi chiều tới giờ, tiền thì không có một cắm. Phải tao với mày mới gặp lần đầu tiên đâu, mà đối với những người á, nghệ sĩ không tuổi không tên, đi hát tiệc tùng đình đám thì dễ bị người ta lầm tưởng. Đừng đừng Trâm ơi, đừng vì tuyệt vọng hôm nay mà thốt ra những lời cay nghiệt. Tiếng hát lời ca để cho đời thêm đẹp, mình đã trót đam mê danh đèn sân khấu thì phải vượt phong ba tìm bước đầu cho mình. Dù có ra sao vẫn phải quyết tâm mơ nghiệp tổ giữ gìn. Tao tin rồi đây á, sẽ có một ngày tao được hát trên một sân khấu huy hoàng với tất cả là tuồng hay ngơ. Được sống hết mình cho giai diện đêm đêm, được đón nhận tình yêu của những người mơ. Làm sao không hổ thẹn trong lòng. Ba tao thường nói á,
hát này lắm gian nan. Muốn được thành danh á phải vượt nhiều khó nhọc. Mập ơi, chuyện hôm nay cho tụi mình bài học, để sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Chịu thương, chịu khó mới thành nghề. Mày nói riết tao thuộc lào lào rồi. Cái bây giờ á, làm cách nào mà mình đi về nhà được thế nè? Hồi chiều cũng cho xe qua rước mình, giờ chạy thuộc mạng tới chỗ này có biết đường về đâu. Chết về. Hình như đằng kia có ngã tư ngã ba gì đó, không thấy mình nội bộ đâu đó. Mình kiếm xe thôi, mình đi về đi. Ờ không cũng được. Ờ. Sao giờ phải đi nè. À, chết. À. Sao vậy? Sao vậy? Vậy? Chắc hồi nãy chạy giờ chật giò rồi đau quá hả? Hồi giờ sao? Mấy mày cõng tao đi. Đừng chơi với mày thôi. Tao cõng mày. Được chưa? Vậy được á. Đứng lên đi. Ê, mày cõng nha. Ê, mà vừa cõng mày vừa ca nha. Rồi. Không ca là bùa á. Ai? Đêm đêm dưới ánh đèn màu, chim mi rừng rỡ dài tuồng quang. Khóc cười rồi khóc người ơi, một đêm thiên hạng rồi ca gió. Thử thách của em đó là nhảy. Và hôm nay em tạo một cái bước nhảy rất là hợp lý trong cái tiểu phẩm này. Dù rằng nó ít nhưng rất hợp lý. Tiểu phẩm này nó đã nói lên được cái nỗi lòng của những người nghệ sĩ trẻ. Dàn dựng rất tốt, vì đây có một cái giá trị giải trí trong đó, làm cho khán phòng của chúng ta cười thoải mái và cũng có rơi lệ. Đây là một phản ánh xã hội, một phản ánh xã hội trung thực nhất. Mà gần đây khi tôi rời sân khấu cái lương Trần Hữu Trang, lúc đó tất cả các đoàn tập thể rã hết, và những nghệ sĩ trẻ như các con phải mưu sinh bằng cách vào các quán uống để phục vụ cho những tay dư tiền lắm bạc uống bia. Và khi bia vô nhiều rồi thì mọi hành động như vừa rồi Khánh Tuấn đã làm đó, điều đó là có thật. Nhưng cũng may mắn là các em hiện nay có sàn diễn, các em hiện nay có đất diễn ở tất cả các game show trong các chương trình truyền hình. Tiết mục hay, mang tính nhân văn cao. Cảm ơn em. Ở đây Ngọc Anh chỉ nói trên cái phương diện là ca hát thôi. Xét về làng hơi thì giọng đẹp lắm, mà đến nỗi Ngọc Anh không nghĩ rằng thì hát live. Mình phải hỏi anh Kim Tử Long là hát thật hả? Cái giọng sao mà hay quá vậy anh? Cho nó hát thật cho em thi mà. Cái người bạn mà phụ diễn cũng hát hay nữa. Giọng ngọt, thiệt là ngọt. Thì Ngọc Anh vô cùng ngưỡng mộ giọng hát của cả hai nhân vật chính và nhân vật vật phụ luôn. Mười điểm. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Phú Quý. Mười điểm. Còn bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc. 9,6 điểm. Chúc mừng. Cơn đau
nước phải tuôn. Ta mã thế sông ta không đuổi. Bèn bèn ba. Sông Trần đổ ra rất trường nguyện binh, rời sao xứng danh hùng anh, đôi ta vì nước chết nào sớm ga. Hỡi phu nhân hỡi nàng, dẫu thù sâu ta khắc ghi nguyện trung tâm nước non, dấu cho thác đi nữ lâu quyết tâm ngàn sao lưu sơ chàng xa chân. Dẫu có chết ta báo đền ơn nữ nước, trốn lòng chúng ta bảo vệ non sông, máu tuôn rơi tô điểm ngọn cờ đào, trên sông núi nhà sao luôn tươi đẹp. Một quân áo dài cờ đào vì quốc dân thân, tàn thế cuộc lưu truyền muôn thuở, quang diệu hội thánh hoàng theo kỳ cưu, hay đã hy sinh với quân phủ tham tàn. Nói Tiên Dương, Đức Rạng Minh Trường, Nam Việt Quốc, Gia Long Nguyễn Ánh, nay phản tặc Tây Sơn đã dứt, những thù sâu ăn tận tủy xương. Tất cả nghe đây, bắt loạn thần đến điện Tiên Dương, trước ta làm lễ hiến thù, sao gia hình rằng chúng quỳ sư quỳ a
bày tượng bất dữ. Cớp xa cơ lũ cáo dám khinh khi, bắt được ta bê cớ chiếc đi. Anh cùng tổ chí hùng bất tử. Như chúa ta lấy nhân nghĩa giúp người xa thế, huỳnh đất quy danh cùng nhân sĩ bất ngờ. Khí khái lắm, khí khái lắm. Ai cũng bảo ngươi có tài. Có tài. Nếu có một nữ tướng như ta thì có nhật để làm sao trong chân nhà ngươi có mong đặt chân tới cửa. Tướng quân, hãy cho vui xe sạc. Là một thí sinh nhỏ tuổi nhất
mà được lọt vào trong vòng chung kết ngày hôm nay. Con đã cố gắng hết mình rồi, và hôm nay con đã đem lại cái vinh dự, cái niềm hãnh diện cho gia tộc của con, nhất là những nghệ sĩ ở trong các đoàn cải lương hát chầu rất hãnh diện về con. Con 19 tuổi mà con diễn một cái vai như thế này là quá sức của con rồi. Chú chỉ tiếc một điều thôi, đáng lý ra đó nên dựng cho con cái đoạn mà con bị đánh đó, để con vô giọng cổ đó, phải dưỡng sức cho con cái đó. Nhưng ngược lại, con đã lấy lại cái phần ca sao, con ca bài sàng xê quá đầy hơi, và cái bài sàng xê đó đủ lực để đẩy cái cao trào đó lên. Ngày hôm nay á, thấy con đóng cái vai như thế này, thực sự cô xúc động ghê lắm. Cô chắc chắn con sẽ là cái người mà không bao giờ buông bỏ cái nghề của mình, cho dù là mình có cực khổ, cái là mình có như thế nào, không bao giờ buông bỏ. Cô chắc chắn điều đó. Từ hồi đầu mùa tới bây giờ, luôn luôn khi mà con đóng những vai nữ tướng thì cô thấy ở con một cái khí phách của cái người phụ nữ. Cô đã lắm. Đây đúng là một ngôi sao nối ngôi của dòng tộc nhà mình. Và cô chúc con sau đêm nay con sẽ tỏa sáng, và con sẽ là một người nghệ sĩ chân chính với cái nghề nghiệp cha ông mình để lại cho mình. Cảm ơn con rất là nhiều nha con. Con đang xây dựng cho mình niềm ước mơ của cả dòng tộc. Nếu con yêu và quyết định cống hiến cuộc đời cho nghệ thuật tuồng cổ, con phải làm nhiều hơn thế nữa. Con không phải làm cho bản thân con, mà con làm luôn cho cả dòng tộc của mình và những người yêu kịch hát dân tộc. Chúc con giữ niềm đam mê của mình, yêu cái người nghệ sĩ trong bản thân mình. Với hành trang đó, con đi suốt chặng đường tiếp theo sẽ nở hoa và mọi người sẽ yêu con. Chúc mừng Hà Mỹ Anh, bạn đã hoàn tất phần thi của mình. Hoàng tử đã tình yêu bằng cả trái tim, có cả tiếng cầu xin của em bé rong rong nhớ lạnh đêm trường, tiếng cười trên báo chúa hung tàn, hà hiếp dân lành thân thương. Ta từng kinh hãi trước những âm mưu độc của bọn gian thần, và ca ngợi các bậc trung thần sống trọn đời vì non sông. Ta đang ở nơi đây, sân khấu và cuộc đời, các bạn của ta sao cứ mãi nhìn lặng im đầy bí hiểm. Lần được hóa thân vào những nhân vật đêm đêm trên sân khấu thiên nhiên. Con ta đâu? Con ta đâu? Con! Wow! Đưa nữ tướng Tây Sơn ra pháp trường, cho nó biết đâu là sức mạnh của Tiên Triều. Tham vui. Các ngươi lại quỳ phục dưới chân ta, và cả những giọt nước mắt Joy đang khóc cho ai?
ta với các ngươi đã từng chung nhau quanh liệt nơi chiến trường. Ngày nắng, đêm sương, chịu biết bao khổ ấy. Đời thành bại nào ai biết trước, nhưng ân tình này ta ghi khắc mãi vào tim. Lời thề vì non nước ta hề chi, vì non sông dẫu ta đi ta không mang. Cháu con vô hồn nguyện vì quê hương, về quân cướp nước dẫu sanh tử ta hề chi. Nước Nam dừng bền rạng ngời anh sáng danh trời Nam. Hãy chiến ta đi, chiến ta đi. Hãy chiến ta đi, hỏi kẻ rất vui về vậy mà tổ cho đất phố xuân nhuộm đầy liệt nữ anh hùng. Máu đỏ tuôn rơi qua những ngọn đèn, đèn chói rọi như ngắm non sông trong nỗi quốc thù.
nhìn Lê Thứ xôi hồn nhuột nước, nên quyết cài trâm sóc áo đứng lên, thề sống chết cùng Vương Nhất Tát. Tôi Dương Vân Nha xin tế cao phục hoàng thiên hậu thổ, phục anh linh các đấng tiên dương. Có phải chăng hồ thiên sông núi đang nguyện khơi trầm hương, xin chứng cho hơi thở của Dương Vân Nha đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Đôi tay tôi tha cho kiểu cách tay người đã làm nên lịch sử, nâng long bào tiên đế như nâng cách đảng sơn hà. Đây là quyền tử vũ, là niềm khát khao lạc nghiệp âu ca, là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn, để trời Nam rực rỡ ánh minh châu, để chứng minh hào kiệt giống tiên rồng, đời đời bất khuất. Ngọn lửa thiên truyền mãi sao, theo bước đường của bậc tiền nhân. Tầm nhà tờ giờ cùng thương bóng trầm thanh âm thiết tha, đời nghệ sĩ hiến dâng lời ca cho người nụ cười, hòa thân biết bao hiền nhân mà nhung thắm trang hùng anh hùng đời gian. Lòng xin dâng đến người tình nghệ sĩ nắm tay kề vai chung một đường đời, nguyện đem lửa thiên truyền trao đời sau sáng bao tài danh cho đời thêm xa. Việt Nam ơi, trang vàng ghi sắc hoa dân tộc, cùng anh em khắp năm châu, người ca cái lương bao đời qua. Thắm ánh sáng sân khấu ngàn hoa, hoa chỉ tàn bông sĩ nhân anh tài, rạng vàng danh những bông hoa nghệ thuật, dâng cho đời vàng tâm chân tình. Cho đời sau hãy chắc cánh mơ ước đường bay, đây đó hoa hồng sắc hương cho đời, cùng bên nhau khúc quan ca hoa đàn, tri ân bao người tâm mãi hương thơ, tri ân bao người tâm mãi hương.
Khi đến tiết mục này thì tôi có thể nói là Sao Nối Ngôi năm nay có một cái mùa bội thu về tình yêu dành cho nghệ thuật, nhất là nghệ thuật hát dân tộc. Trong tiết mục này có một điều, đó là thấm đẫm tình yêu thương. Chất giọng của em nó có thể rất là oai hùng, nhưng mà trong những cái điểm nhấn về cảm xúc đó, nó rất là ngọt, nó đi thẳng vào con tim của người ta. Một mình em quán xuyến hết sân khấu. Và tiếp theo nữa, cái hình tượng mà khi các nghệ sĩ chuyên nghiệp lâu năm trong nghề bước ra hát và em tự nhiên ngọt ngào trong vòng tay yêu thương. Chúc mừng. Đúng là càng lúc thì tôi càng thấy các bạn càng ngày càng trưởng thành hơn, hát chuẩn hơn và đã trở thành một cô đào chính. Đây chắc có lẽ là tiết mục đông người nhất ở chương trình Sao Nó Ngôi năm mùa. Và anh cũng cảm ơn cái sự đầu tư trong cái kịch mục này. Bất kỳ một tiết mục nào của em á là cũng có một sự đầu tư nghiêm túc và em khổ luyện. Đó là một trong những cái tư chất mà cực kỳ cần thiết của một người nghệ sĩ và một ngôi sao. Thì hôm nay á, là giống như mọi người nói, mãn nhãn. Thực sự ngày hôm nay á, là cảm ơn các em rất rất là nhiều. Các em đã thổi một cái nguồn năng lượng, một cái sinh lực với những cái người nghệ sĩ lớn tuổi như chúng tôi. Cô chúc mừng tụi con. Và một lần nữa, chúng ta cùng cảm ơn phần trình diễn dự thi của thí sinh nghệ sĩ Hoài Thanh. Chữ tương sĩ. Dạ. Nghe lời xóa giận, nay xử tội tiết công nhi. Ai vào thời bắt chớ khá cho ra, ai cãi lĩnh chém đầu làm lĩnh à. Nàng ráng vào trống xin tội cho ta nghe nàng. Dạ, Tuyết Lan. Dạ, dây tiền bá bảy, trương hạ khoan dung, ngủ lên kỳ chuốc tội người thương, xin nguyên soái niệm tin, dũng nạp. Hồng ân thọ lỗi, dây tiền ý kiến ngũ linh, dân ngũ linh chuộc tội vô hình, chúc nguyên soái phước như bả phúc. Dạ dạ, bà nguyên soái này bà kim quân lệnh giữ không, vào bên đây bà xoay bên kia, qua bên kia bá xoay bên nọ, như thiếp đây bé chí trưởng nhân nhân tất phục cùng bởi thương châu dặn xuống đi nàng, phải chịu nhục giữa ba quân ấy mà thôi. Về thương chọc chẳng quản nhóc nhằn, lòng thương bạn công không giảm tiếp.
thỉnh nguyên nhung chỉ phúc, khả văn tiện nữ trật ngôn, khuynh thần bái mạng giang môn, kính chúc sỏi gia bá bá phúc. Bá bá phúc. Hay. Kháng kiến đường đường nữ tướng, trật nhìn lẫm lẫm quay nghi, đơn thân thâu nhập linh kỳ, thích tắc ngã gia có phải. Phi dạ. Đạo thử hạ lý. Dạ. Đến đây dân ngủ lên kì, chúa kỳ tội trọng, xâm lâm bên cạnh, thọ thiên sanh bất thọ thiên quay. Dạ dạ. Vừa hạ lệnh, ai có ngủ linh kỳ chuột tội tiết lan, nay tất nhiên xuống trong ao quan, dân báo vật mẫu thân kháng quá. À, tượng báo vật. Thần nữ. Dạ. Soái thâu nhận ngủ linh kỳ, tha tội tiết dưỡng nhi, nàng định liệu thế nào? Dạ dạ, có nguyện tận phá địch, báo quân ân, tồn phú phụ. Thâu nhận linh kỳ, cảm ơn lương, trên nguyên dung hẹp lượng chẳng tha, dưới tôi nguyện chiên môn loạn phá. Nói là nói như vậy, soái sẽ tha tội cho Tiết Dưỡng Nhi. Hai trẻ hãy đứng lên, mẹ chúc hai trẻ hòa duyên dây ngẫu. Dạ đa tạ. Dạ dạ. Nhỏ xíu chú còn nhớ là chú 1 tuổi 2 tuổi gì đó, chú đã coi hát bội rồi. Mình không nghĩ là đến bây giờ tụi con mà vẫn còn một cái thế hệ mà yêu hát bội như vậy. Anh ngồi đây anh xem, anh thấy rất là cảm động, vì đây là một cái bộ môn sân khấu kinh điển. Hôm nay em đã dám mạnh dạn em đưa cái vai thần nữ đến với sân khấu, đó là một cái điều mà anh rất trân trọng. Em là một diễn viên bộ tịch rất đẹp, rất chuẩn, nhưng anh chỉ góp ý với em một chút xíu nữa thôi, đó là nội tâm. Dạ. Chúng ta dù có bộ tịch đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cái nội tâm của chúng ta không có, không gắn liền hai cái, nó kết nối lại với nhau, thì người xem có cảm giác như em đang múa chứ em không phải là em đang hát. Chú nghĩ đây là chào sân thôi. Con chú ý cái là khi con diễn, con hát, ở bên trong con có cái tâm lý bên trong, và con có những cái thay đổi tâm lý, cái hồn của con nữa, thì những tập sau con sẽ hay hơn. À, chị Mỹ phải nói là rất là xúc động. Thấy em còn trẻ mà em theo cái niềm đam mê của mình là bộ môn rất là khó.
em là một cô đào bước ra sân khấu thật là chỉnh chu và sáng sân khấu, và cái giọng ca cũng rất là ngọt ngào. Có lẽ là bị áp lực cho nên là có những cái mình bị phân tâm chút xíu. Nhìn cái tiềm năng đó thì tương lai chị Mỹ thấy là những tập tới nữa đó là Bảo Ngọc sẽ còn sáng giá hơn nữa. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhìn xem số điểm của ban giám khảo dành cho Bảo Ngọc. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. 9,5. Còn bây giờ là thời gian bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Bảo Ngọc. Điểm số của khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Bảo Ngọc của chúng ta là 9,4 điểm. Xin được chúc mừng. Xa cố hương muôn trùng ta lướt dầm, lòng mong sao nguyên báo sông má phú cừu. Này con ơi xin hiếu cho tình thâm mẫu tử, nguyện với lòng trả sông thù xưa. À, có con ngựa ô anh có cây kiệu nha, anh cha bạc lúc lạc đồng đen bông sen lá dập dây cuông ngọc tháp anh bịch ơi. Ăn gì vậy, cho tao ăn với coi. Ăn gì, tụi tao nhậu. Cho ta uống đi. Nè, cho uống ly đi. Đúng mà giỡn với ba làm gì? Thôi đi đi. Trời, cho tao chơi dữ. Đúng rồi. Cho tao để ba lại chơi với tao không biết. Không có chơi gì sao. Đi về. Mày. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Mà sao? Đẹp ai, đẹp quá. Cho trời đất ơi á, canh tuần không canh tuần, nhậu nhẹt. Nè, để đại nhân biết được là chặt đầu từ đứa nghe chưa? Ôi chú cho bà ơi, chặt đầu cái chỉ mà chặt đầu. Bây giờ nè, canh tuần cho cẩn thận, nhớ đại nhân giao trách nhiệm không? Ở đây nè, để cho Cao Loan Anh công chúa nó qua được cửa thành á, chặt đầu từng đứa nghe chưa? Biệt suối. Biệt quá. Nói hoài à. Rồi quá. Cái gì thì cái phải cẩn thận chứ. Rồi vô đứng canh cho đàng hoàng. Biết rồi. Ủa ơi, đừng đi canh cũng được, đi đâu có đưa con gái mà làm quá lên. Đúng rồi, khi mà đàn bà nó đã nổi điên lên á, tám người như mình canh không lại nó đó. Ôi con này có gì đâu lo dữ vậy. Cái chù này chú cứ khẹo lo. Thưa vào để coi, một tay em bè gầy cổ nó cho ảnh coi. Ai gầy cổ ai? Vui gầy cổ con con nhỏ đò. Cái gì vậy? Vui quá đây à. Nè. Chơi. Vậy chị? Chơi. Vậy chị? Đi chơi với tao nè. Vậy chị? Đi chơi là cướp con ngựa ngựa ô. Cướp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh cướp. Anh cướp cái kiệu cha. Đưa nàng đưa
Lão lão chơi vui ghê đi. Đây nào. Con. Mẹ nè. Gì? Mẹ. Mẹ nè. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ đi. Mẹ hả? Chú cho mà ơi. Em mồ côi mẹ từ nhỏ. Ai cứu em bằng con là em xứng lại bằng mẹ. Mày khùng hả? Kêu em bằng con đi. Con. Mẹ. Mẹ. Không. Mày mới khùng nè. Mày mới khùng á. Mày biết ba bị khùng mà mày giỡn với bà. Trời ơi thôi đi. Cái bà khùng này ngày nào mà chẳng đi ngang cái chỗ này. Không có gì đâu anh. Đồ bà không quen của em. Anh nhậu rồi mờ cặp mắt. Nhìn cho kỹ. Bà này có phải là bà khùng hằng ngày đâu. Đâu. Ôi chua cha mà ơi. Anh nói đụng rồi. Bà Ni không phải là mẹ nuôi của tao. Không phải, không phải. Bà là ai? Cha. Nhìn. Cha. Xin cha. Xin cha. 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 Cha ơi, tưởng cha sống thì con rầu. Mai sau cha chết, con ăn mừng con heo quá. Khùng điên đâu không à. Tao không có khùng. Tại hồi đó tía má tao đẻ tao ra. Biết không? Không. Không biết hả? Đó. Đó tụi bay thấy chưa? Đó là ma ngăn trước ngõ. Đó. Đó là quỷ đón sao hè. Tao sợ không làm phê hè. Kiến cắn dôi cắn hoài không đau. Chó sa cơ bị dồn vô bằng ê ê. Anh hai kia đi cài bằng cái lược. Sao ngựa không kêu hi hi mà nó lại kêu nghe tí đè. Trống kêu ai dám đánh thùng. Bậu đang ngủ trong mùng. Anh cứ việc dở mùng mà chung vô. Ra đi. Cái gì chạc gì cái thiếp đây? Cái gì vậy? Ê cái gì vậy? À, tao nói mày là phu quân của tao. Ê chị đặt. Trời ơi. Làm chồng của con điên. Làm chồng con điên. Ủa chị đi 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 đi. Không chị làm chồng tao hả? Không mà nói. Này, mày làm chồng tao. Tao đừng có điên mày. Mày. Không, không chịu đâu coi hồi. Chịu thì ta đi vô. Ê vui thôi đừng có vui quà đi, đi về. Ờ thì về làm gì vậy? Chuẩn bị đi lội ngược vòng. Điên đúng kiểu đi, này điên. Là tao nghi lắm nè. Đi vô canh đi, canh vô canh đàng hoàng. Ây da nó bụng quá. Ê lại nó nghe nè, lại nó nghe nè, lại nó nghe nè. Gì nữa? Ê canh gác ở đây chắc nó bụng lắm phải không? Ừ. Nó bụng không? Đói, đói, đói. Nó bụng không? Đói. Bắt châu cốc ăn nha. Ồ. Bắt châu cốc ha. Ừ. Cốc mà mình bắt ha. Cái đầu mình nấu đậu xanh nha. Mình ăn cho. Chú cho trời ơi. Dễ sợ luôn vậy đó. Ừ. Gì vậy? Mùa này mùa khô. Làm gì có cốc cho mẹ. Mù. Mù.
tao bắt cóc bằng búa. Bằng búa? Ghê không? Ghê. Tin không? Không tin. Bắt thư thì tao mới tin. Được, không tin. Coi chị bắt cho coi nè. Hey, có một con cóc ở trên mái nhà, nó sa xuống đất. Tao giật cho chết, tao giật cho chết, tao bỏ xuống ao, tao trao cho sạch, tao trao cho sạch, tao bỏ vào gặp là hai con cóc. Bắt phù nè. Có hai con cóc ở trên mái nhà, nó sa xuống đất. Tao giật cho chết, tao giật cho chết, tao bỏ xuống ao, tao trao cho sạch, tao trao cho sạch, tao bỏ vào gặp là ba con cóc. Một rổ cóc dư ăn rồi. Đúng rồi, lấy ra nấu chào ăn đó buồn quá. Lấy ra, lẹ. Này giữ mà. Ai giữ? Mày. Khủng hề. Lại lầm rồi nè. Ngày giờ là tẩu tường trùng bay dư nè. Tao không có giữ. À. Con khùng nó giữ đó. Khùng ơi, đâu rồi? Con mày đâu rồi? Khùng ơi. Đây nè. Đem cóc ra khùng. Này thấy nó đi vô trong đây nè. Ủa? Chết rồi. Nãy giờ không lẽ đó là Cao Lương Anh công chúa? Bảo Ngọc ơi. Dạ. Đây là một cái tích của sân khấu Hát Bội. Nó có 5 cái ngũ biến lần mà em chọn một cái điên. Nói gì thì nói thì ở đây là một cái tiểu phẩm, nó chỉ trình làng chúng ta về cái diễn xuất của một cái điên giả thôi, chưa phải là một cái điên thật. Vì vậy cho nên giữa cái giả và cái thật á, nó phải làm sao thuyết phục người xem. Và trong một cái tiểu phẩm này á, cái mà để thể hiện tài năng ca diễn của em á, nó không có làm cho cái người xem thu hút. Những tập trước em chọn nhiều cái tiết mục hay hơn, tốt hơn, biểu diễn vũ đạo nhiều hơn, ca nhiều hơn, xúc tích nhiều hơn. Nhưng hôm nay em lại chọn một cái tiết mục nó không đẩy được nhân vật, không đẩy được cái điểm mạnh của em. Con diễn rất tốt, hơi ca rất hay. Mà cô không thấy, diễn cái điên đó thì cái dạng bình thường thôi mà. Dạng hài đó, ai làm cũng được. Con ca hay, diễn tốt, không có chỗ để thể hiện. Con bài chút xíu đầu lý đó là không đủ để người ta cảm nhận được cái hơi ca con hay. Lần trước á, chị xem em diễn tuồng cổ, diễn hơi hồ quảng, trời chị mê dữ lắm luôn, rất là mê. Và hôm nay á, trở lại với cái tập 10 này, chị kỳ vọng vô Bảo Ngọc rất là nhiều, mong muốn xem một tiết mục thật là mãn nhãn và mãn nhĩ nữa. Trời, chị kỳ vọng chị được nghe một câu dụng cổ thật là hay, mà không có câu nào để mà chinh phục được cái người xem cũng như là giám khảo, tại vì em là một cái viên ngọc sáng. 9,5. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy bốn điểm. Bảo Ngọc, đây quá tốt, bà con ơi. Bánh tráng tròn đây mọi người ơi. Ủa mẹ Ngọc. Dạ, cảm ơn. Sao nay con bánh đây? Bánh tráng gì chị? Bên chợ kia bị đuổi. Dạ, chạy qua đây nè. Con nói bà ở nhà bà canh chừng Ngọc đi, mà để cho nó học bài mà 10,000 bánh ăn. Coi canh chừng con Ngọc là cái chuyện của 10,000. Dạ. Hình như cảm ơn giống Ngọc vậy. Dạ, cảm ơn anh. Ngọc. Mày phải không Ngọc? Đứng lại. Đi đâu? Trời ơi là trời. Hôm nay bài ra cái vụ gì nữa đây? Hả? Con. Trời ơi ba ơi. Con Ngọc nè. Nó báo anh rất trộn kìa. Ngọc. Dạ. Con bán bánh tráng trộn hả con? Dạ. Đẹp mặt mày lắm rồi. Ông ơi. Về. Về. Ông ơi. Mày về với ông tao. Ông ơi. Trời mưa rồi ba ơi. Mưa rồi ông ơi. Mưa rồi ba.
Không có sao ba... ông ngoại. Ba đỡ chưa ba? Không ơi. Sao Ngọc. Dạ. Quỳ xuống mày. Xin lỗi ông ngoại, lẹ lên. Mày nhìn lấy mẹ mày có một cô đạo chánh của gánh hát ngày xưa đó. Vì thời buổi khó khăn, nó trải từ bộ đồ nó bán ở đầu đường gấp chợ. Để chi Ngọc? Để nó lo cho mày. Đáng lẽ giờ này con ở nhà con học tuồng mới phải chứ. Tại sao mày phải làm như vậy hả Ngọc? Ông ngoại, mẹ ơi, giúp đỡ cho ông thoát khỏi kiếp nghèo để lo cho gánh hát. Đời ông sau lắm gian nan, mưa nắng dài dầu không một tiếng than gian. Mơ ước mai sao con nên nghe nghiệp cho con gái của tôi. Ba ơi, con của con đẻ ra con thơm đất ruột, con cho nó làm cái gì nặng nhọc, con giữ gìn cho nó trắng da dài tóc, con ước mong sau này nó lớn lên làm nghệ sĩ, rồi ra đường buôn bán đi, mặt mày đen đúa hết sao làm đào được bây giờ. Con thấy ông ngoại cần mẹ con. Ngọc, mày tưởng mày là đào thương như hồi xưa hả? Sao mày rượu hoài vậy? Mày đứng lên coi. Ba, lỗi này là của con hư tại mẹ. Bây giờ ba đánh con đi, con không có chăm sóc nó cẩn thận. Ba đánh con bao nhiêu cũng được, ba đừng có đánh con của con mà ba. Ông ngoại ơi, ông ngoại đừng có giận con nữa. Cháu ngoại già, cháu ngoại ngốc của ta, mà con đánh sao được? Không đánh. Ông ngoại còn thưởng. Thưởng gì vậy ba? Đó, nó có hiếu, nó biết nghĩ. Dạ. Như vậy là thưởng cho nó chứ. Ba thưởng gì? Thưởng cho đây nè. Hôm nay ba đi làm, rồi ba chắc mót, ba mua được mấy thước vải, ba ghé bà Tám thợ may cho nó cái bộ đồ văn nè. Chầu đẹp sao đó con. Ba mới lãnh chầu ở cái đình dưới quê mình á. Dạ ba. Chầu sao? Chầu tới này nè. Cái rồi ba cho nó dài, nó hát cái dài mà Cửu Nhĩ Phi Long, cho nhỏ nó hát đào văn, chứ để nó hát đào võ ngoài tao sợ nó bị liệt phe. Trời sắp trở tạnh mưa rồi. Ngọc. Dạ. Bỏ vô. Dạ, bỏ cuốn vô. Gọn lại bỏ vô. Trời ơi, làm ơn tạnh mưa cho con về. Trời ơi. Để phụ lên. Lẹ lên để mưa. Nè. Đó, về ha. Nhưng mà về tới nhà là nhớ phải hát cái vai Cửu Nhĩ Phi Long cho ông ngoại coi nghe không? Dạ con biết rồi.
giờ mình vừa đi vừa hát để con luyện coi nó thủ tuồng không vậy bà. À, được à. Vừa đi vừa hát vậy nó mới vui. Đường đường xa nó cũng bớt mệt. Đúng con rồi. Nha. Đi, đi. Dạ, vậy rồi. Con hát nha. Con nhảy phi long cái màn mà thiêu cho ông ngoại. Bạn gì mà hát bạn gì mà cứ việc hát nè. Dạ. Nè, 1 2 3. Ừ. Nguyên hồn trang linh thiên. Trời ơi, hát cái gì mà chậm rì chậm rụt vậy? Về chừng này mà về tới nhà biết chừng nào có bước theo cái nhịp nè. Tôi sặc máu đó, cái chỗ nào mà vui đi. Trời là trời. Thôi, đừng hát cái đoạn đó. Lựa cái chỗ khúc vui vui hát đi. Vui đi. Vui hả? Ừ. Vậy con hát cái màn đám cưới nha ông ngoại. À, hát cái hồi, hát cái hồi mà dâng rượu trong 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 lễ tân hôn. Ta vui uống cho say, say tình, say ái. Một câu chuyện xúc tích, một câu chuyện hết sức xúc động. Chú xem mà chú nhớ cái thời ấu thơ của chú. Rất giá trị về mặt nhân văn. Chú hoan nghênh tiết mục này. Cảm ơn cháu. Hôm nay em có một cái tiểu phẩm xã hội, không còn là những cái vở cái lưng tuần cổ nữa. Nhưng mà đẩy kịch tính cho cái vai của Ngọc á, chưa đến. Cái tình huống hồi nãy giờ đó, mà đặt nặng vô bà mẹ, thì anh nghĩ rằng tiểu phẩm này em sẽ sáng hơn. Với con mắt nhìn của một người khán giả, cái bối cảnh diễn đã bị đưa vào dưới cái mái nhà đó quá chật hẹp. Anh nghĩ rằng cái vai ông ngoại cũng rất là tròn, hay. Nhưng anh muốn rằng có sự xúc động ở trong đó nữa, qua cái tình cảm ông cháu. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn xem số điểm của ban giám khảo dành cho Bảo Ngọc như thế nào. 9,75. 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy sáu điểm.